Xin chào mọi người đã đến với chuyên mục sự thật về sức khỏe của đồng y gia truyền họ Lý Ba Vì. Với video ngày hôm nay thì nhà thuốc sẽ chỉ mặt đặt tên những loại thực phẩm tưởng chừng như có lợi cho sức khỏe nhưng lại đem đến tác dụng ngược. Tin đồn đầu tiên đó chính là những loại nước uống chuyên biệt cho dân thể thao. Chúng được quảng cáo là cấp nước và năng lượng cho cơ thể khi chúng đã tiêu hao thể lực do tập luyện thể thao. Sự thật là chúng chứa rất nhiều đường và dưỡng chất, với hàm lượng cao vượt mức sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên. Tin đồn thứ hai đó chính là lương khô thì sẽ góp phần bổ sung năng lượng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Sự thật là không phải loại lương khô nào cũng chứa thành phần dinh dưỡng giống nhau, có những thanh chứa nhiều đường và chất béo bão hòa không có lợi cho cơ thể. Chỉ sử dụng chúng những lúc bất đắc dĩ nhất, đừng dùng như thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm chính. Tin đồn tiếp theo đó chính là cá hồi nuôi thì sẽ giàu dinh dưỡng y như cá hồi tự nhiên. Sự thật là cá hồi nuôi thường được ăn những loại thức ăn rẻ tiền, nuôi nhốt trong không gian eo hẹp. Kết quả là chúng được nạp nhiều axit béo omega 6 thay vì omega 3, làm tăng chứng viêm, đông máu và tăng sinh tế bào ở người. Tin đồn tiếp theo đó chính là súp đóng hộp, là một loại thực phẩm khá tiện lợi, dễ sử dụng và dễ bảo quản với một lượng dinh dưỡng vừa đủ với chi phí thấp. Sự thật là nhiều thương hiệu súp đóng hộp sử dụng bột ngọt để tăng hương vị và sự thèm ăn, nhưng chính điều này gây ra các triệu chứng như nhức đầu, đau mắt chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh, đau cơ, cơ thể uể oải mệt mỏi. Nếu không thể tự nấu súp, hãy mua súp đóng hộp ở những thương hiệu có uy tín. Tin đồn cuối cùng đó chính là một số loại sữa chiết xuất thay thế như sữa từ hạnh nhân, sữa gạo và đậu nành thì sẽ tốt hơn và nhiều dinh dưỡng hơn sữa bò truyền thống. Sự thật là sữa gạo còn có một cách gọi khác là chất lỏng tự nhiên của cơm, chứa hàm lượng tinh bột cao nhưng lượng canxi và lượng đạm khá thấp, cho nên tin đồn này không đúng. Video của chuyên mục sự thật về sức khỏe đến đây là kết thúc. Hy vọng những gì nhà thuốc vừa chia sẻ thì sẽ giúp đỡ mọi người trong quá trình chăm sóc và cải thiện sức khỏe. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì quý vị vui lòng liên hệ đến hotline của nhà thuốc để được tư vấn cụ thể nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.